Trong những ngày tháng 7 thiên tiên này, có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ, không khó để chứng kiến và gặp gỡ nhiều thân nhân liệt sĩ, đồng đội và người dân từ khắp nơi đến dân hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình và tự do. Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chị Võ Thị Thanh Lan và anh Nguyễn Văn Minh Nhí lại cùng nhau đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An kính cẩn cúi đầu trước các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Được biết, chị Thanh Lan có hai người ông là liệt sĩ Nguyễn Trung Tính, Võ Ngọc Minh và bà là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai. Không chỉ thắp hương chăm sóc một phần của người thân, chị Lan và anh Nhí còn lặng lẽ thành kính thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Cảm giác đó là xúc động, cảm thấy tự hào khi là được là người con, người cháu, là có người bà là mẹ, bà cố là người mẹ Việt Nam Anh Hùng, người ông là liệt sĩ. Hôm 7 tháng 7 thì tới đây thì đốt nhang cho, cho trước nhất là gia đình, sau rồi đốt nhang coi những anh hùng liệt sĩ. Ở một góc khác của nghĩa trang, nhiều người thân đồng đội cũng có mặt mang theo nến, hương và hoa dâng lên phần mộ những người con ưu tú của quê hương đã đi xa nhưng với người ở lại mãi mãi luôn khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho từng tất đất của tổ quốc thiên liên